Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sự, và sau đây là tin những MC điển trai và giàu có nước tiếng showbiz Việt. Mặc dù không được đào tạo bài bản chính thống ngay từ đầu như những MC khác, nhưng họ vẫn tỏa sáng và thành công khi trở thành người dẫn chương trình. Phan Anh. Ít ai biết rằng trước khi đến với nghề dẫn chương trình như hiện nay, MC Phan Anh từng có ước mơ được trở thành thầy giáo. Nộp hồ sơ vào ngành truyền hình như một quyết định ngẫu hứng, Phan Anh nhanh chóng bén duyên với nghề MC. Năm 2005, Phan Anh bắt đầu xuất hiện trong chương trình show online. Sở hữu ngoại hình điển trai và lối dẫn duyên dáng, tự tin, MC Phan Anh thời ấy đã trở nên khá nổi tiếng, thu hút cho mình lượng fan hâm mộ nhất định. Từ đó đến nay, sự nghiệp của MC bắt đầu gắn liền với tên tuổi của Phan Anh. Anh thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình và dẫn nhiều chương trình ăn khách như Việt Nam Idol, Cặp đôi hàng ngạo, Giọng hát Việt. Tài năng của nam MC cũng giúp anh gặt hái giải thưởng uy tín như Mai Vàng 2010 ở hạng mục người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, Phan Anh còn tạo được ấn tượng khi lấn sân sang một số lĩnh vực khác như điện ảnh, tham gia chương trình truyền hình thực tế. Hiện tại, Phan Anh là một trong những nam MC được khán giả yêu thích và ủng hộ nhất nhì làng giải trí. Cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc của Phan Anh cũng khiến cho nhiều người ghen tị. Trấn Thành là một trong những nam MC nổi tiếng và đắt xô nhất nhì. Vì biết hiện nay, có lẽ ít người biết rằng Trấn Thành từng theo học khoa diễn viên ở trường sân khấu điện ảnh. Sau khi đạt giải ba cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2006, sự nghiệp của MC của Trấn Thành bắt đầu khởi sắc. Với khả năng hoạt ngôn, ứng biến linh hoạt trên sân khấu cùng nét duyên dáng rất riêng, Trấn Thành nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả với vai trò người dẫn chương trình qua các game show Giọng hát Việt, Đồ Rê Mí, Ai thông minh hơn, Học sinh lớp 5, Người bí ẩn, Vì bạn xứng đáng. Nam MC cũng được biết đến như một danh hài, diễn viên điện ảnh, diễn viên lồng tiếng đình đám của làng giải trí Việt. Không chỉ được yêu thích bởi sự hóm hỉnh khi dẫn chương trình, Trấn Thành còn được nhiều fan hâm mộ vì ngoại hình điển trai, cuốn hút. Một bộ show từng tiết lộ các xe của Trấn Thành tham gia một chương trình bên ngoài là 6.000 USD, hơn 130 triệu đồng. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình của nam MC cũng giúp anh thu về hơn 30 triệu đồng. Bình Minh, sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính cùng thân hình vạm vỡ săn chắc, Bình Minh ban đầu tấn công V-Beat với vai trò người mẫu. Năm 2002, Bình Minh từng đạt giải siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á. Anh cũng lấn sân sang điện ảnh và tạo được dấu ấn với vô vàn bộ phim truyền hình đình đám như Cô gái xấu xí, Các vòng thượng lưu. Trên màn ảnh rộng, Bình Minh ghi dấu ấn qua những vai diễn trong Gái già lắm chiêu, Vợ ơi em ở đâu. Ngoại hình điển trai, phong độ cùng tài năng nghệ thuật giúp cho Bình Minh đạt giải Mai Vàng cho hạng mục nam diễn viên chính được yêu thích nhất. Lấy bệ phóng là thành công trong sự nghiệp diễn xuất và người mẫu, Bình Minh tiếp tục thử sức ở lĩnh vực MC, là người dẫn chương trình cho các game show ăn khách như Chung Sức, Tử Tài, Thách Trí. Tuy nhiên, anh chưa thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ. Mặc dù không được đánh giá quá xuất sắc, nhưng Bình Minh vẫn xây dựng được chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ trong vai trò MC. Cuộc sống của gia đình Bình Minh cũng được coi là khá viên mãn khi ổn định với vợ đẹp, con ngoan. Anh Tuấn từng có nhiều năm học và chơi nhạc cổ điển. Biên tập viên Anh Tuấn luôn tin chắc rằng khi trưởng thành, anh sẽ dành cả đời mình gắn bó với sân khấu và dàn nhạc. Tuy nhiên, sau khi nhận ra đam mê thực sự của mình, anh Tuấn đã trở thành một biên tập viên truyền hình tài năng và nổi tiếng. Anh Tuấn ban đầu đảm nhận vị trí biên tập viên phụ trách các chương trình nhạc giao hưởng Thích Phòng. Một thời gian sau khi đã thể hiện được năng lực của bản thân, anh vinh dự được một kênh truyền hình đình đám châu Á lựa chọn trở thành VJ đầu tiên tại Việt Nam, dẫn chương trình chuyên về âm nhạc. Dần dần, dàn MC điển trai trở nên quen thuộc với khán giả trong các chương trình ca nhạc trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh Tuấn cũng có một tổ ấm hạnh phúc. Nam MC luôn thể hiện tình yêu thương hết mực khi kể về bà xã trước báo giới. Tôi tự hào vì có một người bạn đời hiểu mình như vậy. Tôi biết là tôi đi làm nhiều, vắng nhà nhiều, nên tôi thường bù đắp cho bà xã bằng cách chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện của cô ấy. Quyền Linh. Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 1992, Quyền Linh được khán giả biết đến như một diễn viên tài năng và đầy triển vọng. Anh gây ấn tượng với người xem truyền hình qua loạt phim nổi tiếng một thời như Đồng Tiền Sương Máu, Những Nẻo Đường Phù Sa, Giao Thời, Lục Văn Tiên. Không chỉ thành công với nghiệp diễn, Quyền Linh cũng là một MC được đông đảo khán giả yêu thích và mến mộ. Những game show được Quyền Linh cầm như Biết Như Tam Sa Thất Bản, Ai Là Ai, Lục Lạc Vàng đều là các chương trình nổi tiếng và có tỷ suất người xem không hề thấp. Hoạt động tích cực trong làng giải trí, nhưng Quyền Linh không hề sao lãng cuộc sống gia đình. Mặc dù bận rộn công việc, nhưng nam MC luôn cố gắng dành tối đa thời gian để chăm sóc con gái, vun vén hạnh phúc cho tổ ấm riêng của mình.
Nguyên Khang, chàng sinh viên trường đại học Bách khoa Nguyên Khang, lần đầu được khán giả biết tới khi tham dự chương trình cầu vồng lĩnh vực MC. Được đánh giá là một trong những thí sinh nặng ký, Nguyên Khang giành về giải nhất chung cuộc. Hậu cầu vồng, Nguyên Khang nhanh chóng khẳng định tài năng của bản thân khi liên tục xuất hiện trên những chương trình truyền hình lớn như The Dreamit, Sự lựa chọn thông minh. Hiện tại, nam MC điển trai được đánh giá là một trong những người dẫn chương trình tuổi trẻ tài cao tại showbiz Việt. Ngón nghề tay trái bất ngờ đem với nhiều thành công giúp cho Nguyên Khang tỏa sáng trong làng giải trí. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.